Bánh canh của mình đã hoàn tất rồi nè các bạn. Đây là dĩa nước mắm rớt ha. Hành ngò nè, hành phi nè các bạn, rất là ngon. Cách khử mùi để mà cho miếng thịt của mình nó thơm ngon đó thì mời các bạn hãy xem hết video nhé, để thực hiện được cái tô bánh canh nè cho cả nhà mình ăn. Ngon thì các bạn cùng làm với mình. Với cái công thức này thì các bạn sẽ được một cái nồi bánh canh cho gia đình mình ăn thật là hoàn hảo. Hai, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực Gò Công quê tôi. Hôm nay thí nhỏ chuẩn bị nấu cho món bánh canh tươi nha cả nhà. Bánh canh tươi ở đây thì mình chuẩn bị cho nửa ký bánh canh nè, với 400g tôm càng, 1 ký xương. Ở đây gồm có nước mắm, hành tím với gừng. Hành tím này đây lát nữa mình phi nha cả nhà, còn này lát mình khử mùi. Với cái chén nước mắm này, tiêu, đường phèn gồm có 3 muỗng canh và 200g tôm khô, 2 muỗng canh súp cà no, 2 muỗng cà phê muối. Ở đây gồm có giá, hẹ, hành ngò, cải xà lách. Đây có củ sắn, cải trắng, núm đùi gà. Thì để chuẩn bị cho món bánh canh này, mời cả nhà cùng vào bếp với thí nhỏ nha. Mình sẽ rửa lại nhiều lần. Mình sẽ rửa thật nhiều lần ha các bạn, để cho thịt nó sạch sẽ hơn. Thì mình chịu khó mình rửa sạch nhiều nước thì mình còn sơ chế qua cái phần tiếp theo nữa. Trước khi mà khử mùi thịt đó thì thí nhỏ bắt một cái nồi nước lên đó các bạn, bắt cái nồi nước lên để nó sôi đi rồi mình tiếp tục mình làm ha. Thì để làm như thế nào thì các bạn hãy cùng thí nhỏ vào bếp và xem hết video ha, để khử cái mùi thịt, cái bí quyết thử mùi nó thơm thì cái nồi bánh canh của mình nó sẽ ngon hơn. Bây giờ gừng với củ hành tím mình cho vô nước ha. Một muỗng muối ngọt ha các bạn. Rồi bây giờ mình đậy nắp mình để đây ha. Bây giờ mình tiếp tục qua cái khâu này ha các bạn. Đây cái phần nước mắm mà mình cho hết vô chảo ha. Để cho thịt nó thơm ngon thì mình làm cách này là nó an toàn nhất nè. Đó, bây giờ so mình cho thịt vô ha, thịt vô mình xào, xào cho nó săn, nó thấm cái mùi, nó thấm bán cái mùi thịt heo đó cả nhà. Còn như vậy cái miếng thịt mình nó sẽ thơm mà nó ngọt thịt lắm á các bạn. Sẽ bán đi cái mùi thịt. Giờ mình tắt lửa ha. Bây giờ cái nồi nước nên là nó sôi tim rồi nè các bạn. Thì cái thịt hồi nãy mình xào với nước mắm đó mình khử mùi đó. Giờ mình thảo ra đây mình luộc lại ha. Mình luộc hồi nãy mình có để muối với củ hành tím nè, gừng nè, để cho nó thơm đó. Bây giờ mình luộc cái này lại cái nữa đi, mình bỏ cái nước luộc.
mình bắt một chảo mình luộc ra. Nước lạnh luôn mình rửa lại nha. Thì nó sẽ bị đục nước, nó ngọt nhưng mà nó sẽ bị đục nước. Thì bây giờ thí nhỏ sẽ luộc riêng và lột. Rồi mình tắt lửa. Ở đây là mình chuẩn bị cho 3 lít rưỡi nước ha các bạn. Củ hành tím cái phần này mình cắt nhuyễn, mình cắt mỏng ra, lát mình đi phi nha các bạn. Này, hành tím mình cắt xong hết rồi các bạn, lát mình sẽ đi phi hành tím ha. Tôm khô này, tôm khô mới nha các bạn, thì mình thả vô luôn, mình rửa sạch bụi rồi mình thả vô luôn cũng được ha. Còn nếu mà tôm khô các bạn nó hơi cũ thì các bạn phải khử mùi, xào lên cho nó thơm, nó dậy mùi lên. Còn này thì mình cũng không cần thiết. Bây giờ mình thả cục vô luôn ha, mình cho thịt hết luôn. Thì cái cách khử mùi như thế này nè, thì các bạn
làm thêm thứ nhỏ một chén đi thử đi. Thịt nó rất là thơm mà nước lèo nó sẽ trong, nước lèo nó trong nó ngon. Thì mình cứ đậy nắp lại đổ sau để cho nó sôi. Giờ giá với xà lách hẹ mình cắt ra ha các bạn. Cắt chảy ra. Cắt luôn đó các bạn. Hành với ngò mình cũng cắt nhỏ ra luôn đó các bạn. Sôi quá trời. Mình để hầm đi cho nó bột nước lèo nó sẽ trong hơn ha. Một thứ nhỏ bắt dầu lưu vi hành nha các bạn. Rồi mình chờ cho nóng đây rồi mình cho hầm vô mình vi ha. Giờ giảo dầu cũng nóng rồi nè các bạn. Nhỏ cho hầm vô nha. Nước lèo này nãy mình hầm cũng 40 phút rồi đó các bạn. Cái nước nó giật xuống 1 phút rồi đó. Giờ cái củ sắn với cái củ sắn với cái củ cây trắng nó mềm quá, nhà mình vớt nó ra. Vớt hết cái củ này ra ha các bạn. Xong mình cho gia vị vô ha. Giờ mình cho đường vô nè, đường phèn á, cho hết đường phèn vô. Muối với sức là no nè, mình cũng sẵn sẵn mình cho hết vô luôn ha. Nếu các bạn ăn được hạt mi một ngọt á thì các bạn để một ngọt thì nó cũng không có. Giờ nóng mình cũng thả vô luôn ha các bạn. Cái lượng nước nó rút quá, bây giờ cái nhỏ cho thêm nửa lít nước sôi vô ha các bạn. Mình cũng ăn với gia đình mình. Thì với cái hành phi giờ nó như vàng nó cũng vừa nè các bạn. Giờ mình tắt lửa ha. Thì với cái dầu nó nóng rồi nó sẽ vàng vừa.
chứ nếu mình để nữa thì nó sẽ đen. Đây, cái hành phi vừa nguội là mình cho ra chén nha các bạn. Mình để cái dầu hành vô trong này luôn. Bánh canh tươi rồi mình trụng lại nha các bạn, trụng xong mình đổ ra ha, mình cho ít hành dầu vô ha các bạn. Xíu hành phi rồi ngon, mình để xương vô ha. Mình bánh canh xong rồi mình múc ra thôi nha các bạn, mình sẽ múc lên hấp dẫn quá. Mình cho miếng tiêu vô. Đây, bánh canh mình đã làm xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy đăng ký kênh và bấm like, chia sẻ mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều.